Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là một giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, thời gian qua, Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đầu tư hệ thống vườn giàn hiện đại. Đặc biệt, đơn vị đã chế tạo ra phân hữu cơ vi sinh Minh Đạm. Với việc ứng dụng công nghệ cao và sử dụng các chế phẩm hữu cơ trong tăng gia sản xuất đã góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống cho bộ đội. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trong các đơn vị quân khu 7, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Trước đây, để chăm sóc vườn rau, chiến sĩ Lê Kim Sang phải đi hơn 200 mét để lấy nước tưới theo cách thủ công. Nhưng từ khi áp dụng công nghệ cao trong tăng gia sản xuất, Sang và đồng đội đỡ vất vả hơn. Hiện chỉ cần 5 chiến sĩ là có thể chăm sóc tốt gần 2 hectare vườn tăng gia. Vườn organic này cũng giúp bộ đội thêm gắn bó, cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trồng rau theo phương pháp mới. Việc ứng dụng công nghệ cao vào tăng gia sản xuất đã giúp cho bộ đội chúng tôi giảm thiểu thời gian và công sức để trồng trọt. Và chúng tôi đã tự sáng tạo ra một loại phân vi sinh hữu cơ, tự nhiên và bảo vệ môi trường. Nếu có cơ hội khi về địa phương, tôi sẽ ứng dụng công nghệ cao này vào gia đình để giúp cho tăng nền kinh tế của gia đình. Qua quá trình tìm hiểu, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã chế tạo ra phân hữu cơ vi sinh được làm từ cây chuối. Tận dụng nguồn chuối sẵn có, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã dùng chuối ngâm với đường để ủ lên men, làm phân tưới cho rau, hoa. Khi sử dụng chế phẩm sinh học này, thì các loại cây của đơn vị phát triển tốt, ít sâu bệnh. Những sản phẩm này thì được làm ra từ những sản phẩm tự nhiên, ví dụ như rau, củ quả hoặc các thực phẩm mà chúng ta sử dụng được. Thì trong quá trình để ủ lên men thành cái sản phẩm hữu cơ, thì sử dụng khi mình sử dụng cho rau hoặc rau củ quả thì rất là thân thiện với môi trường và bảo đảm được cái chất lượng rau củ quả khi mình sử dụng. Hiện nay, Trung đoàn Minh Đạm không những tự túc được nguồn rau xanh, sạch mà còn cung cấp hàng tấn rau củ quả ra thị trường, tăng nguồn thu cho đơn vị. Thời gian tới, đơn vị sẽ mở rộng sản xuất hướng đến cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm mang thương hiệu Trung đoàn Minh Đạm, gồm các sản phẩm phân bón hữu cơ làm từ chuối, rau hữu cơ và nước hoa hồng. Hiện tại thì cái sản phẩm này của chúng tôi đã được thực nghiệm một năm và chúng tôi bắt đầu là tiến hành sản xuất hàng loạt. Trước mắt là phục vụ cho cái công tác tăng gia sản xuất và ứng dụng công nghệ cao của đơn vị tại đơn vị trên hơn 2 hectare cái rau củ quả công nghệ cao. Thứ hai là chúng tôi sẽ mong muốn cái sản phẩm nó đến tay người tiêu dùng bảo đảm an toàn. Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong tăng gia sản xuất là một trong những giải pháp hiệu quả, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần tích cực giảm thiểu tác hại đến môi trường, giúp cho bữa ăn của bộ đội được đảm bảo sạch, an toàn.